Có thể bạn còn lâu mới biết nếu lù gì Bill không nói. Thực ra, anh Rơi là một nhà phát minh khoa học đại tài. Không có cái gì mà anh Rơi nhà ta không chế tạo ra được cả. Ngày đến bộ giáp Iron Man của Tony Stark, thực chất cũng là do anh Rơi chế tạo ra đấy. Mày đừng có bốc phét! Mày đừng có mồm điêu đi! Không tin, các bạn thử nhìn vào bức ảnh treo tường kia xem có phải là lời cảm ơn từ phía Tony Stark không? Đéo tin! Anh Rơi còn đang bận mải miết làm việc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cấp 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 cấp. Ai gọi đó? Tôi là Thỏ, cho xem tay. What the hell? Hiện thọ kịp bản. Lại nào. Cấp cấp cấp. Ai gọi Rơi đó? Tôi xuống đây, mở cửa tôi với. Thế là Rơi đành ngơi tay đi ra mở cửa cho Súp. Không biết thành Súp đến đây có việc gì không nữa. Cửa mở ra. Bất ngờ chứ nè. Tên tên tên. Oh my god. Súp ta cười hí hực trước mặt Rơi. Mặc dù với bộ dạng có chán không cơ chứ. Dầu dìa gì đầu xóm xoan rõ là gớm biết. Rồi sao? Chú đến đây có việc gì? Anh Rơi hỏi với vẻ cau có khó chịu vì bị làm phiền trong lúc đang làm việc. À, chú Rơi xem thế nào chứ? Chú cũng thấy rồi đấy. Dầu anh giờ đây mọc dài quá thể đáng, làm mất đi vẻ đẹp trai phong lộ xoái ca nam thần trong lòng các chị em này. Nè, rào kéo loại này có chán không cơ chứ? Không sao, cạo nổi một sợi râu nào đi. Chú xem chế giúp anh một bộ dao cạo râu chuyên biệt cho anh có được không? Kỳ này chú mà làm được thì chú muốn gì làm gì anh cũng chiều hết đi. Anh Súp vừa nói vừa cười cười rất là nham nhở với Rơi. Anh Rơi vốn dĩ đã không ưa Súp từ lâu. Anh trầm tư suy nghĩ một hồi mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu không giúp hắn thì kiểu gì hắn cũng còn đến làm phiền dài dài. Thôi thì đánh nhanh rút gọn cho xong. Thế rồi anh Rơi đáp. Thôi được rồi. Nếu ông bạn đã tỏ lòng tin tưởng thì Rơi tôi đây há lại không giúp. Ông bạn cứ về đi. Một chế xong dụng cụ tôi sẽ gửi qua cho. Súp ta hết lòng mừng rỡ mà cảm ơn Rơi rối rít rồi mới đi về. Ngày hôm sau anh Rơi đã chế được chiếc dao cạo râu đặc biệt chỉ dành riêng cho Súp mà thôi. Anh Rơi quả là thông minh. Mà thực ra cũng chẳng cần phải tốn công suy nghĩ. Chỉ đơn giản là thêm chút đá Kryptonite vào mà xong. Dao gì đấy? Quả nhiên chiếc dao cạo mới đã tỏ rõ công hiệu. Cạo phát bay sạch đám râu ria xồm xoàm hôm trước đi. Được của nó đấy. Thế là anh Súp đã được tút lại một vẻ đẹp trai nam thần của mình rồi. Đúng là phải cảm ơn anh Rơi rất nhiều. Không biết Thánh Súp định trả ơn Thánh Rơi bằng cách nào đây? Sơn! Tuyệt vời! Cầm anh dạy nhé! Cái gì đây? Nhìn quen quen. Hình như là một chiếc bấm móng tay, móng chân. Cơ mà thêm cái màu xanh này vào chỉ có thể là dành cho Thanh Súp rồi. Đúng đúng. Thì ra là anh Rơi đang miệt mài lắp ráp một chiếc bấm móng nè. Quá chuẩn luôn. Chắc hẳn là anh Rơi lại vừa chốt đơn với Thanh Súp rồi. Đúng nhận sai cái. Úi giời. Sau khi làm xong, Thanh Rơi còn cẩn thận gói ghém thành một hộp quà gửi sang tận cửa nhà Súp. Thôi xuất sắc mẹ luôn. Anh Súp mở hộp quà ra, lòng đầy xúc động, nước mặt nước mũi tèm nhem luôn. Ôi, cuộc đời này ngoài cha sinh mẹ đẻ ra, chắc chỉ có Rơi là tốt với Súp nhất. Rơi có biết là chiếc bấm móng này có ý nghĩa với Súp lắm không? Ôi, những chiếc móng dài ngoằng rô rĩ không có cách nào xử lý thì giờ đây nhờ có Rơi. Hóa ra anh Rơi thật là tận tâm chu đáo. Chẳng phải là Súp nhờ cậy mà anh đã nhiệt tình tự chế ra cho Súp chiếc bóng móng này vậy đó. Anh Súp lại nợ thêm anh Rơi một đoạn âm tình nữa rồi. Sơn! Tuyệt vời! Cầm anh dạy nhé!